văn chương chép lấy đôi câu thân, sự nghiệp tua nhìn phải đảo trung, trừ độc trừ gián trừ bạo, có nhân có trí có anh. Trong câu hát ca dao, tôi yêu người Việt Nam này, cười vui đêm
con người Việt Nam. Mùng 2 Tết này, có hẹn với 24 chị đẹp và các nghệ sĩ nam khách mời. Và các bạn, còn chờ gì nữa? Hãy cùng bước lên con thuyền với các chị đẹp. Để chúng ta đi qua các con sóng cảm xúc, thăng hoa và rực rỡ. Mọi người ơi! Là con gái phải sao hả? Là con gái của xinh. Vũ điệu rực rỡ, kích thích mọi giác quan. Tết đẹp, đó chính là Tết được về quê hương, được về nhà và Tết được sum vầy. Nơi cái đẹp được tôn vinh, nơi đam mê lại rực cháy. Và mùa xuân các chị đẹp chúc cho tất cả mọi người sức khỏe này, may mắn này, nhiều niềm vui và nhớ là ủng hộ các chị đẹp nhá. Tết đẹp, bữa tiệc âm nhạc rực rỡ. Tết đẹp, tối mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024 đón xem trên VTV3 và YouTube Giang Oanh Show. Muôn hương sắc comfort, muôn phong cách chị đẹp. 007 Flower, hân hạnh đồng hành cùng chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.